nhân danh cha và con và thánh thần amen cứ thưa cộng đoàn lời chúa trong chúa nhật ngày mùng ba tết này mời gọi chúng ta hãy làm xin lợi những nén bạc chúa trao bằng việc lao động của mình mời cộng đoàn lắng nghe lời chúa tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh matthew quả thế cũng như có người kia sắp đi xa liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ ông cho người này năm yến người kia hai yến người khác nữa một yến tùy theo khả năng riêng mỗi người rồi ông ra đi lập tức người đã lãnh nam yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được nam yến khác cũng vậy người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ sau một thời gian lâu dài ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ người đã lãnh năm yến tiến lại gần đưa năm yến khác và nói thưa ông chủ ông đã giao cho tôi năm yến tôi đã gây lời được năm yến khác đây ông chủ nói với người ấy khá lắm hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói thưa ông chủ ông đã giao cho tôi hai yến tôi đã gây lời được hai yến khác đây ông chủ nói với người ấy khá lắm hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói thưa ông chủ tôi biết ông là người hà khắc gạt chỗ không gieo thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh đã biết tôi gạt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng. Để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ còn dư thừa còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi còn tên đầy tớ vô dụng kia hãy quăng nó vào nơi tối tăm bên ngoài ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng Kính thưa quý ông bà và anh chị em Theo truyền thống của người Việt Nam Một năm có ba ngày Tết Và theo sự sắp xếp của giáo hội Thì mùng một chúng ta hướng lòng lên Chúa Để cầu xin sự bình an cho cả một năm Mùng hai chúng ta hướng về cha mẹ tổ tiên Với tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho các ngài Và hôm nay ngày mùng ba tết chúng ta cầu xin chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta phải chăng đây là ba điều quan trọng nhất trong đời người kitô hữu gắn liền với ba ngày tết của chúng ta điều thứ nhất ai cũng mong được bình an và chúng ta xác tín rằng sự bình an đích thực chỉ có được nơi thiên chúa điều thứ hai sông có cuội nước có nguồn con người có tổ có tông có bà có ông nhớ đến nguồn cuội ghi khắc công ơn của các vị tiền nhân sống chữ hiếu trong cuộc đời của mình đó là điều quan trọng để ta có thể lớn thành người và xa hơn nữa hãy nhớ rằng nguồn cuội của chúng ta chính là thiên chúa điều thứ ba công ăn việc làm đây chính là điều thiết thân đối với mỗi người chúng ta là điều dường như mọi người quan tâm hơn cả đó chính là cuộc sống là sự phát triển nơi mỗi con người hiểu được chính điều đó mà hôm nay ngày mùng ba tết toàn thể giáo hội đều xin chúa thánh hóa công ăn việc làm cho mỗi người cho mỗi gia đình của chúng ta. Có người nói rằng tại ông bà nguyên tổ phạm tội nên con người mới phải lao động như thế này, đúng không? Thưa quý ông bà anh chị em. Không đúng. Lao động đã có trước khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Sách Sáng Thế đã nói như thế này, khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người thì Thiên Chúa đặt con người vào trong vườn địa đàng để con người coi sóc và làm chủ khu vườn coi sóc nghĩa là gì nếu không phải là lao động và thậm chí không chỉ là con người mới phải lao động mà thiên chúa cũng lao động sát sáng thế cũng diễn tả điều đó ngày thứ nhất chúa làm ra cái này Ngày thứ hai Chúa dựng nên cái kia Và Chúa cứ làm như vậy liên lỉ Hết ngày này đến ngày khác Đến khi Chúa Xu nhập thể làm người Ngài cũng làm việc liên lỉ như vậy 30 năm sống ẩn dật Ngài phụ với Thánh Du Xe Với công việc thợ mộc Bà năm trong sứ vụ giao giảng tin mừng Ngài làm việc miệt mài hơn nữa Ngài giảng dạy và chữa bệnh từ sáng đến tận chiều tối, ngài làm việc ở hội đường và còn làm việc thêm ở tư gia, ngài làm việc quên cả thời gian nghỉ ngơi. Vì thế lao động là noi gương Thiên Chúa, là cộng tác với Thiên Chúa chứ không phải là hậu quả của tội lỗi của ông bà nguyên tổ. đã là người thì ai trong chúng ta cũng phải lao động. Có những người lao động bằng trí óc. Có những người lao động bằng chân tay, có những người lao động để tạo ra những của cải vật chất, nhưng cũng có người lao động để tạo nên những giá trị tinh thần. Vì thế, lao động không chỉ nhằm mục đích làm ra của cải nuôi sống bản thân và gia đình của mình mà thôi, mà lao động còn phải để thăng tiến bản thân, để giúp đỡ người khác và đặc biệt là để làm vinh danh Chúa chính vì thế chúng ta cũng phải cầu xin chúa thánh hóa ngày công ăn việc làm để từng việc chúng ta làm đúng với ý chúa để từng việc chúng ta làm đạt những kết quả theo như chúa muốn và từng việc chúng ta làm dưới sự hướng dẫn của chúa và từ đó việc lao động của chúng ta mang một ý nghĩa lớn hơn kính thưa quý ông bà anh chị em nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa như thế chúng ta sẽ cảm thấy lao động không còn là một áp lực là một sự mệt mỏi nhưng là niềm vui lao động không chỉ là một sự bắt buộc nhưng là một sự tự nguyện và nhất là khi chúng ta nhìn thấy những thành quả do sức lao động của mình tạo nên đó là khi gia đình được ấm no khi ta có điều kiện để chia sẻ với người khác khi thấy những người già yếu neo đơn mỉm cười hạnh phúc khi thấy niềm vui trong ánh mắt của trẻ thơ lại được rực sáng đặc biệt khi chúng ta thấy danh chúa được cả sáng để từ những hy sinh của chúng ta và lúc đó ta thấy đời mình sống có ý nghĩa và lúc đó, ta thấy Chúa đang hiện diện trong từng công việc mà chúng ta đang làm. Lúc đó, chúng ta mới có thể kết luận rằng lao động là vinh quang, là cộng tác với Chúa, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, là làm cho bản thân chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.